Chào chào ông. Khỏe chứ ông? Yếu ấy. Yếu. Yếu. Làm sao mà yếu hả ông? Bốn quả trứng gà đen nha. Đấy. Đâu? À, đây, đây. Nhưng mà đi ngủ sớm đấy nhỉ? Sớm đấy, ăn no rồi. Ăn no rồi à? Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Phúc Bang. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Phúc lại lên vào cái thung lũng, lũng buông, nơi mà trang trại của đồn Cơ Đơn có trang trại gà đen. Tuy nhiên thì không biết mấy hôm nay thì đồn đi đâu mà lên hỏi tất cả hàng xóm và ngay cả ở nhà thì cũng không biết là đồn đi đâu. Thì Phúc lên đây thì tìm gặp cháu cháu ông. Khỏe chứ ông? Yếu ấy. Yếu. Yếu. Làm sao mà yếu hả ông? Ông Xuân thì bố của đồn thì Phúc gặp cả chục lần hỏi thì cả chục lần đều bảo là yếu. Tuy nhiên thì lúc nào cũng thấy ông cũng rất là khỏe trộm vía. Đang đun nước hả ông? Đang đun nước à? Ông Xuân đang đun nước à? Đấy. Cũng qua clip này thì Phúc Bang cũng rất là cảm ơn quý vị khán giả, các bác, các chú, các anh xem kênh của Phúc Bang. Mặc dù là trong thời gian vừa rồi thì quý vị các bạn cũng biết là Phúc rất là bận, thì Phúc không ra được video clip vào đúng 18 giờ hàng ngày như mọi khi. Nhưng tuy nhiên thì quý vị và các bạn vẫn ủng hộ Phúc. Phúc rất là vui và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Rửa chén hả ông? Rửa chén. À dạ, vùng quá. À, cho do vào chén à? Thế này sạch không ạ? Sạch á? À, cho do vào chén. Đấy. Ở chỗ khu nhà đồn này thì có một cái nguồn nước rất là tuyệt vời. Đây. Một cái nguồn nước. Đấy, ông Xuân thì bố của đồn thì rửa chén. Ai ra, rửa bằng gió hả ông? Rửa bằng gió à? Ừ. Sạch không á? Đi. Sạch đấy. Dạo này ông để tóc hơi dài đấy. Ừ. Thế đồn đi đâu không biết là chỗ nào? À. Ừ. Không gọi điện cho ông à? Đâu không tiền. À, không điện. Đúng không áo. Thế bà ấy có biết đồn đi đâu không? Không. À. Bà ở nhà. Bà ấy thì ở nhà rồi. Nhưng mà đồn thì không biết đi đâu. Cái nguồn nước này thì như một cái giếng nhá. Các bác nhá. Đây. Cá đi đâu hết rồi nhỉ ông nhỉ? Cá đi đâu hết rồi? Cá thì bắt hết rồi đúng không? Đúng, không phải đâu. Hả? Khéo ông chụp lên nó lên hết rồi ấy. Lạnh quá nhỉ? Lạnh quá. Lạnh quá nó chui vào hang hết rồi. Cái chén này lâu ngày không uống rồi đúng không? Đúng. Ôi dồi. Ông mang nhiều thế. Nhiều trệ đấy. À, nhiều mới sạch à? Ừ. Cái sơ mướp ấy, cháu thấy lúc đấy ông có cái sơ mướp ấy. Ừ. Cái sơ mướp ấy lấy rửa nó cũng sạch mà, lấy sơ mướp ấy. Thấy Phúc nên là ông rất là quý. Nên là đã rửa chén cẩn thận để mời Phúc uống nước chè.
thoảng Phúc lại cũng lên thăm ông Xuân. Thời gian này lâu lâu không lên rồi thì bận việc mà. Thì tóc ông Xuân dài quá. Sợ lạnh hay sao mà ông Xuân để tóc dài thế? Đâu ta. Hôm tới cắt đi nhá. Đúng. Trời nắng lên là cắt đi thôi. Nắng chạy đi. Vâng. Chạy quá. À. Không là bà ấy bà không yêu đấy. Sạch rồi, nhìn là biết sạch ai ra. Không phải xà phòng mà lại dùng do mà nó cũng sạch nhè. À. Vùng lắm. Vâng. Chắc là lâu ngày không có khách mấy thì nó không được tắm mấy đúng không? Ừ. Từ lúc đợt cháu không lên nữa rồi. Lâu lâu. Nhưng mà thả do vào xuống này lát nữa cá nó chết thì sao? Đúng. Không chết đâu gì. Đúng. À. Không lát nữa do xuống cá lại nổi lên nhá. Ây da. Không quay. Hồ. Nước khá là đẹp. Có chứ. Thấy mà. Đẹp trai lắm. Cậu bé. À, vâng, cá bé. Cá rô phi. Cá rô phi ạ, vâng. Cá rô phi là đúng rồi, cháu nhìn thấy rồi. Đây này, nó đang ở dưới này này. Cái đèn của cái đài của ông còn lên không? Điện. Vẫn lên á? Điện. À. À. Hết pin rồi. Mất một chiếc răng đúng không ạ? À. Đấy. Hai chiếc thì đấy. À, mắt tốt phết nhỉ? Nhổ đi hay là nhổ đi ạ? À? Nhổ đi tức là bác sĩ có thể hiểu là tôi nhổ luôn cả chân rồi chứ không phải là gãy mà và vẫn còn chân ở trong răng, xương hàm đúng không ạ? Vâng đúng rồi. Vâng. À, chiếc răng đấy là răng số mấy anh có biết không? À, nếu mà đếm thì không rõ lắm nhưng mà là từ bên trong đếm ra nó khoảng 3 cái. Điện kéo dưới lên là chưa có đâu này chú nhỉ? Nó không phải là cái đây dùng năng lượng sau cùng đúng không? Trắng nghe. Trắng vâng sáng. Nhưng mà trời mùa này là hơi yếu đấy. Yếu. Yếu đâm. Ngồi ông đội mũ vào không lạnh lắm. Bước đầu. Hay ra. Đẹp trai chưa? Cháu tên là gì nhỉ? Cháu tên là Phúc ạ. À Phúc. Vâng. Cháu là bằng tuổi đồn. Nó giống như là mình tưởng tượng nhé. Vâng. Rút đi một chiếc. Ông gì nhỉ? Ông gì ông Hải à nhỉ? Đặng A Đồng Hải. Làm cái thằng xính xính. Đây ông Thắng nhỉ? Vâng. Đang ở trên núi vậy ạ? Trơn quá cháu không lên đấy chứ. Thằng này là chơi trôi rồi, thằng xính này chơi trôi lắm. Đương nhiên nó yên lành và này được anh em thực hiện người ta hủ giúp nó từ A đến Z. Không, nói về xính thì nó cũng có nghị lực. Đúng rồi. Nó cũng chăm chỉ nữa. Nó chăm chỉ, nó nhiệt tình. Nhiệt tình. Cũng thế. Mình lại chưa kể đến là nó còn ảnh hưởng tới cả khớp thấy rằng
Đây, trứng gà đen à? Trứng. À, quý vị và các bạn thân mến, đây là trứng gà đen của đồn nhá. 4 quả. Ờ à, thế không để ấp vào. Tao úp. Dạ. Không ấp á. Ừ. Gà này nó không biết ấp vào chứ. Không phải là lạnh quá ấp nó. À không chết. À nó chết rồi. Bà con chết. À đây. Không sinh lý, không cân bằng. 4 quả trứng gà đen nhá. Đấy. Mùa này thì lạnh quá. Lạnh quá không ấp được. À, không ấp thì ông Xuân mang về cất. Bây giờ ui quả to phết này. Dẫn đến những cái hậu quả rất là to. Thế là mùa hè thì mình mới ấp luôn. Vâng. À, thế là đẻ được bao nhiêu con rồi ông Xuân? Một thôi. Nếu mà đàn đấy mà đẻ hết thì được đấy. Có lẽ là do mình vâng, vâng. Cái thời gian thế là được có từ đây cho đến Tết mà nó cứ đẻ đều đều là được đấy. Và như hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Phú Hòa thì mình nên đi khám. Nhà chú thì có nuôi gà đen không hay là không? Gà thường, gà ta. Chính gà ta thì cũng mới là nuôi cũng khó với nhau mà đây. Bây giờ thì nó không giống ngày xưa, dịch nó nhiều. Nhưng mà trong này thì chắc là đỡ. Bởi vì nước không có từ chỗ nào về hết. Vẫn có đấy. Vẫn có ạ. Mỗi năm phải có một hai lần. À thế à? Thế mình phải biết làm thuốc. Ôi dồi, bận bận nghe tìm thuốc. Cảm ơn Thính Nhã đã gọi điện đến chương trình. Phòng với chú ạ, cho nó ăn phòng. Alo ạ. Phải phòng. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là cho tôi muốn hỏi là tôi năm nay là 66 tuổi rồi ạ. Thế thì cái năm mà ngoài 30 tuổi thì tôi có cái mấy cái răng số 8 ấy, ở trong cổ ạ. Là nó bị cảm giác gần như sâu thì tôi đi khám bác sĩ là hàn cho tôi thời ngày xưa nó không như bây giờ đâu, hàn đen đen. Thế nhưng mà đến bây giờ thì là tôi cứ hay bị thỉnh thoảng là nó cứ bị viêm, không biết là viêm răng hay viêm lợi thì nó cứ bị đau ở trong ấy thì tôi lại... Đây, đã có 3 quả đúng không ạ? Vâng. Đấy, là trái mùa của nhà đồn đấy nhá. Vâng. Trái mùa của nhà đồn. Vâng. Phải tỉa cành đi đúng không chú? Vâng, tỉa cành đi nó mới tốt. Vâng. Cây này năm sau chắc nhiều đấy. Ừ, năm sau nó có quả nhiều. Vâng. Phải to. Vâng. Thế là phải bón một chút phân vào nó thì tốt đấy. Bón phân vào. Vâng. Qua đây nó gần nhà thì nó tốt. Vâng. Nhưng mà ở xa nhà cũng chả tốt như thế. Vâng. Thế tốt như thế trồng nhiều vào ông Xuân ạ. Ừ. Nhỉ. Nhưng mà cây nào như cái này thì ăn chắc đấy. Vâng. Thế là phát triển được đấy. Thì nó hấp đấy nhỉ chú nhỏ. Ừ, nó hấp. Không biết cái cây này mua ở đâu về nhỉ chú nhỏ. Cái này nó kiểu năm ngoái nhà nước cho giống thì nó trồng. À. Trồng. Chứ không phải đồn đi đâu mua đâu về đâu đúng không ạ? Vâng. Vâng. Như vậy là ở đây thì có cả nhà chú ở bên kia nữa. Vâng. Dạ. Vâng. Cô chú cũng nuôi gà trên này đúng không ạ? Vâng, nuôi gà. Vâng, thế là ở đây có cả với ông Xuân nữa. Đấy. Bà ấy nữa đi. Hai anh em. Vâng. À thế ạ, hai anh em ạ. Hai anh em. À thế ạ. Ông Xuân này cái loại cành dài thế hết thấp thì chặt đi để đúng không? Đấy. Thì nó cành, cái cành nó dễ dại đi, nó mai kia nó tốt. Vâng. Cây mít là cũng có vẻ tốt lá, chưa thấy tốt quả mấy nhỉ? Chú nhỉ? Chú, năm 7 tháng ấy. 7 tháng rồi á, chứ được 1 năm à? Đúng. À. Chú đừng cho cái lá, cái gì à, cái dàn mướp chết trèo lên nó là hỏng hết đấy. Cái mít này tốt đấy, mít này là chắc hợp rồi, mít Thái nhỉ chú nhỉ? Ừ. Xung quanh rất là nhiều cây cối ăn quen quả. Cái thằng đồn mấy hôm đi đâu? Cháu qua không thấy ở nhà. Ừ. Thế đi làm. Vâng, chắc đồn dạo này đang ẩn giật, không thấy xuất hiện trên các diễn đàn, thậm chí là cũng ở nhà cũng không thấy. Cũng thấy nó đi chắc biết đi làm đi theo họ làm thôi. À thế ạ. Ừ. Xe máy mua chưa nhỉ chú nhỉ? Hả? Đồn mua xe máy chưa nhỉ? Có tiền đâu mua. À thế ạ. Đã bỏ đi xem cái xe nào nát thì mua đi tạm. Nếu mà chưa có tiền
Thế là chắc là đón con, đón một mấy tuần thì đón con phải đi mượn. Thế cháu thấy đi một cái xe điện này. Xe điện là chả hỏng rồi. Lại hỏng rồi. Thùng lốp. Lốp này là không phải lại lốp không có xăm nhỉ, không có xăm đâu. Vâng. Thì không biết bá, không biết làm. Lốp lốp đặc. Lốp đặc. Để xuống đi thợ, thợ lại che lại đây không lai được đi. Lộn khổ quá. Đầu óc không biết tính toán. Chỗ này trồng nhiều cây là được ăn quả đấy. Tốt. Đấy. Chỗ này vả về không ạ? Vâng, đấy ông tỉa đi. Tỉa cái này đấy. Vâng. Ông Xuân là cũng chăm chỉ đấy nhưng mà lại kỹ thuật thì chưa nắm được mấy. Đấy. Đấy. Chú giúp ta tỉa. Để nhiều lắm gì, để nhiều nó không không lên mà. Vâng. Nó chỉ tốt lá thôi. Tốt lá thôi. Cái này là vải thiều đúng không ạ? Đấy, năm nay là có quả đấy. Nhưng mà ông Xuân đừng cho cái dây nó trèo lên này này, trèo lên có kiến nhiều là hỏng hết rồi mà. Hiểu, như bên kia ông cho dàn mướp trèo lên là nó hỏng hỏng quả đấy. Cành nhiều quá nó không tốt. Vâng. Đấy, nó dày thế cơ mà. Vâng. Đấy. Chú là em của bố của Đồn ạ? À? Vâng. À, em chú ruột luôn ạ. Em chú ruột hai anh em. À thế ạ. Mẹ anh em. Vâng. Này nó thằng anh nó hơi cô đồ bình thường như anh như khác người khác. Vâng. Cháu thấy là chú Xuân là cũng chăm chỉ. Chăm chỉ nhưng mà không biết cách. Vâng. Chặt đi lại tiếc. Thấy nó. Đừng có tiếc, tiếc là tiếc không ăn thua đâu. Vâng. Đấy. Chú đã tỉa đi rồi. Tiếc nó không có quả cho mình đâu. Đúng rồi. Cái cây này chắc là mùa này có quả rồi đấy. Ừ. Vẫn dày đấy, nhà bên trên dày không? Vẫn còn dày lắm. Vẫn còn dày đấy. Chỉ còn như thế là tạm đấy. Tôm nó không pha về nữa. Hả? Muốn này ai thả vẫn còn tỉa đấy. Mày cần cúm đi. Làm tỉa theo ý ra nào. Đừng chặt nhiều quá. Ui, mày cứ cúm nè. Mày phải cúm luôn. Cúm luôn. À. Chặt đi rồi. Đồ. Đấy. Chặt cẩn thận, chặt cành to quá. Chặt cành to quá, để nó biết cách làm. À. Chú chặt cái cành nhỏ nhỏ thôi. Cúm một. Đừng chặt cái cành to quá. Cúm một. Được rồi. Được rồi. Tốt rồi. Đấy. Thì nó có phải cướp mấy cái cây. Mấy cái cây này ạ. Cũng nhiều trồng nhiều cây gần nhau quá nhỉ. Ừ. Nhiều quá nó cứng. Cứng. Bên này nữa, đây cây mít có cần tiền hay không chú? Cây mít này cái loại thấp thấp này thì đi thôi. Để làm gì? Đấy. Cẩn thận nhá, chú lại tỉa cái cành to đi thì lại không có quả. Ồ. Đấy cái loại bé kia. Đấy. Bên dưới chú. Cứ đi. Cành nhỏ thôi, cành to đừng chặt. Đấy. Ông cái ạ. Cái này quả kém vẹn thế nhỉ. Cành không không. Cành này đây, cành này đây. Cành này đây. Đấy. Ồ. Lại cái cành to cành đi. Cành này nữa, cành này nữa, cành kia nữa. Mình cũng là nính đi, chặt vào hẳn. Chặt cách xa quá. À. Cái kia nữa. Được đấy.
không, nó bên trên nó bên dưới tốt, bên trên nó không tốt mấy. Ừ. Lá nhỏ hơn rồi. Đấy. Ngang quả tìm ngang cái kén ngang. Vào qua vậy cái gì? Đây. Đây. Bên này cái bên này nữa. Bên này nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà trồng hơi dày. Dày quá. Đúng rồi. Dày lại trễ. Để lá nhiều. Đấy. Thế này cây bé bé cứ chặt đi. Để một cây được rồi. Đấy. Chặt từng gốc. Chặt sát mặt đất đi. Nó lại mọc mầm. Dao chả dao dao. À ông Xuân dùng tay trái. Trái. Tay chiêu đấy. Đấy. Rồi. Đẹp rồi. Cây này cái này nữa. Nhìn chạy đi. Ừ, chạy đi. Cái này chặt tận gốc mà. Để nhiều quá không nên đâu. Để nhiều quá. Ừ, đúng rồi. Nó đang dày chú ông ạ. Đây này. Dày. Cẩn thận là chặt lại sang bên này. Đấy. Rồi. Đấy nhìn nhiều. Nó thoáng hơn nhỉ. Ừ. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Chặt nó sát vào cây rồi là chặt chặt dài đó. Đấy. Tỉa nó thoáng ra bao nhiêu? Nó thoáng. Đấy. Cái gì cũng muốn để. Ừ. Rồi, để cành đấy đi, để cành đấy nó đang thấp kệ nó. Đấy. Một cành nữa. À. Cái cây này là thoáng này. Ừ. Nên là để thoáng này. Ừ. Thì nó tốt hơn hai cây này. Cây này, cái cây này cứ chặt nốt đi, cành này này. Đẹp nhé. Này, 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 này. Đấy mà. Ừ. Nó đưa vào đây. À, rồi. Đấy. Thắng rồi. Nó được cả cái cây ướt quả cà này còn sống lại. Vâng. Thế là chú út của trong gia đình hả chú? Cũng không phải út. À, đấy ạ. Hệ thứ ba. À, à, đấy ạ. Ừ, út thì còn hai, ba người nữa, cả một thằng trai út một hai đứa gái nữa. À thế ạ. Ba đứa gái út út nữa, ba đứa gái là giáp chú. Vâng, vâng. Thế là chú là vẫn chưa phải là út. Vẫn chưa phải út mà cũng không phải là cả. Vâng. Thế là nhà chú là có tất cả bao nhiêu anh em ạ? Có 7 anh em. 7 anh em. Vâng, 5 anh em trai. Vâng. Thế là ông Xuân là cả. Xuân là thứ hai thôi. Thế à, đằng trước còn vẫn còn một chú nữa. Còn một chú nữa. Vâng. Đấy. Cháu không biết, cháu tưởng là có phải là anh em chứ. Ừ, anh em à. Vâng, đấy. Đấy, thoáng ra bao nhiêu? Thế bây giờ thoáng chưa? Tớ để đi làm gì? Thoáng hết, không biết chạy đi còn thoáng hết. Ba có cái chẳng hắn đi. Thoáng đi. Cả ướt cũng không nên cơm hết. Cái gì chú cũng dòng. Cái gì cũng thích dòng. Thế là nó tập hợp lại. Vàng vậy. Nó cũng đuổi đấy. Cái này thôi. Lục khổ chẳng nó quá thì. Đó. Đấy. Cũng phải làm lên nè. Ra vào chặt đến sát cây. Sát cây này sát, chặt cũng sát. Đấy. Lại tay trái nữa, hơi khó. Ừ. Cái cuốn mà tao không nàng nhờ. Đi hết đấy. Đừng chặt nữa. Không chặt là cứ để. Ừ. Chặt là chặt sắp chết. Đúng rồi. Bây giờ nó thoáng chứ. Thoáng. Đấy. Chú lại định tỉa cái gì nữa đây? Nấy mà nó mà nó nhán đây, cái nhán kia. Bé à. Nhung nhung quá lên đây cái nhán đi. Mà
Vâng. Đấy giúp tư vấn cho chú ấy không là lại cứ để. Nhưng mà kìa chú ấy đừng trồng cái ấy nữa cơ, đừng trồng cái mướp nữa cơ. Mướp mà lên thì nó cái dàn này là chú lại chắc là lại làm mướp tiếp hay sao ấy chú nhỉ, nhờ ông Xuân, chú Xuân, chú lại định làm mướp ở trên này tiếp, nó lại bò lên cây tiếp. Đấy, khoảng bao nhiêu? Đúng rồi. Chỗ này trồng mít rất hợp đấy. 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 Chơi với nhau. Đúng rồi. Tỉa đi cho thoáng. Nước lạnh quá không lâu sôi ông nhỉ? Tu. Tưởng quá. À, nó lạnh quá. Lạnh đấy nhỉ. Khó sôi. Đấy, đang chuẩn bị sôi thôi. Đang chuẩn bị sôi rồi đấy. Đang chuẩn bị sôi rồi đấy chú ạ. Đấy, tỉa xong thoáng chưa? Thoáng hẳn đấy. Chỗ kia. Vâng. Tốt lá thôi. Ông có xem không? Đây. Mình nó bay đấy. Đấy, ông ra đây. Ông ra đây xem trong này này. Đây này, đây, xem nhá. Đây đây đây, xem trong này. Nó bay đấy. Chưa lên, nó đang đánh rằm. Ừ, kết nối với nhau. Đây, nhìn thấy chưa? Ông nhìn thấy đấy, chưa? Đi đi. Đấy nhá, ở đây nhá. Giờ lên nhá. Này, nó sợ ông hay sao nó không lên này. Đấy. Ôi, phê. Bay cao không? Bay cao. Bay cao. Đấy. Đẹp lắm đấy. Đẹp. Đây, chuồng gà của ông đây. Rồi. Đấy.
sao sao thế? Đẹp không? Đẹp. Cháu chào chú. Vâng. Đi đâu rồi? Tiếp bên kia rồi chú ạ. Ừ. Nhìn đây thế à? Vâng, đây. Vâng. Hãy nhìn cả nhà chú này. Ừ. Nên nó lên cao tầm độ được mấy cây đấy, 500 mét ạ. À, 500 mét. Cái chỉ đến mình nhìn. Vâng. Bởi vì nó lên được đấy nhưng mà qua chẳng qua là ở địa phương mình chỉ cho bay bằng đấy thôi. À. Nó hạn chế. Không được bay cao nữa. Vâng. 500 mét thì vượt núi này nhiều. Vâng. Ông Xuân bảo cháu bay cao như này lát nữa rơi ông Xuân chịu trách nhiệm nha. Cháu bay cao mà. Ấy trong này có cái nhà nào đấy? À trong này là lùng chuối à? Lùng chuối. Nó có kia lùng chuối rồi. Nhìn đây vào lùng chuối nó gần nhỉ? Ừ, gần tí mà. Đá nhiều quá. Ừ, đá nhiều. Tít. Đấy, ngàn của ông Xuân. Ừ. Hả? À. Trả đấy. À thế ạ. Không phải ngàn của mình à? Ừ. Thế nó ăn ngô của nhà mình nhỉ? À? Ừ. Kệ à? Kệ. Ừ. Ngô của nhà của chú mà nhỉ? Ừ. Nà đấy. Vâng. Nà đấy. Vâng. Đà đấy. Vâng, cũng được nhỉ. Ừ. Kệ nó đúng không? Gà rào hết chưa chú? Hả? Ông Xuân rào hết, rào hết gà chưa? Gà đúng lạnh thế này có rào gà vào không? Đúng. Cứ kệ nó. Kệ nó. Sợ nó lạnh không? Đúng. Sợ nó lạnh ấy. Đúng. À, đi thăm tí đi. Lại đi thăm gà. Đưa chưa sôi đâu. Lại đi thăm gà. Rồi. Vậy. Rồi. Đấy, đóng cửa rất cẩn thận. Đó. Mà đi. Lên thăm gà. Đấy, củi là chuẩn bị thoải mái mùa đông rồi đúng không ạ? Mùa đông nữa. Không sợ đâu đúng không ạ? Rồi đi. Đi. Vẫn sợ. Ừ. À, được rồi, đi thăm gà đã, xong là cháu lại đấy. À, đã rào hết rồi. Mùa đông này không sợ lạnh đâu nhỉ? Mùa đông không lạnh. Ông Xuân à, mùa đông không sợ lạnh. Gà rất đảm bảo. Đâu, đi ngủ rồi á? Gà đi ngủ rồi á? Gà đấy. Ồ, nó đi ngủ sớm đấy nhỉ, ông nhỉ? Ừ. Đấy, gà đấy. Đâu? À, đây, lại. Nhưng mà đi ngủ sớm đấy nhỉ? Ngủ sớm đấy, ăn no rồi. Ăn no rồi à? Ừ. Ăn no rồi ngủ sớm. Đây, gà của rất là to. Gà của đồn. Đấy, nó không nhìn thấy cháu sao nó không sợ này. Thế rất là lành nhá. Đấy, cúc 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 cúc. Ồ, đôi 4. Đôi 4 6 8 10.
đếm lại nha, đôi 4 6 đây rồi. 8 10 12 14 16 con nào ông? 16 con. Xem bao nhiêu con trống nào? 1 2 3 3 4 5 6 7 8 con trống. À. 8 con trống. Xem. 5 à. 9 con trống, một con ở bên ngoài này nữa. À, chưa vào nhà đúng không? Thế là 17 con. 17 con. Ừ, 17 con. Thế đó. Vâng, 17 con. À, thế là con này là nó chưa muốn vào nhà. Như vậy là 9 con trống và 8 con mái và đã đẻ trứng. Rồi, à, nó lành nhỉ. Nó đấy, quý vị các bạn thấy ông gà của đồn rất là lành. Ô, sao nó yếu yếu đấy? À, à đấy, nó ăn đấy. Rồi, 17 con. Và à, bây giờ mới có 4 giờ, nó đã đi ngủ rồi. Ngủ đấy. Ngủ sớm quá nhỉ? Ngủ sớm quá. Vâng, thế đóng cửa vào đi chơi ông ạ. Không à? Cho nó ra chơi tiếp à? Thôi đấy. Vâng, được rồi. Sớm quá. Vâng, chứ nó lát nữa nó thích ra chơi thì lại ra chơi nhỉ? À, như vậy là còn 17 chú. Ban đầu là 60 con. Vừa rồi thì quý vị và các bạn được vừa thấy đàn gà của Đồn và ông Xuân. Tới đây thì clip của Phúc Bang xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của Phúc Bang.